mi con em hay lòng thành kính xin quy pháp sẵn căn sa năng ga chi ha mi con em hay lòng thành kính xin quy đi dòng tỉnh sinh quy pháp là gì? Đưa ti dòng bi sẵn thắng sẵn nắng gây chứa hò mê con em hay lòng thành kính sinh quy tăng lần thứ nhì. Ti dòng bi bố đăng sinh quy pháp thứ ba. Kính sinh quy pháp lần tháng thứ ba năng gắt trà mỹ thầm măng sa ra năng gắt trà mỹ sang khăng sa ra năng gắt trà mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đưa tí dầm vi bút thần sa ra năng gắt trà mi. Đưa tí dầm vi thầm măng sa ra năng gắt trà mi. Đưa tí dầm vi sẵn khẳng sa ra năng gắt trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta tí dầm vi bút thần sa ra năng gắt trà mi. Ta tí dầm vi thầm măng sa ra năng gắt trà mi. Ta tí dầm vi sẵn khẳng sa ra năng gắt trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng kính xin quy tăng lần thứ ba. Thì xa rồi năm thị tăng pháp tròn đủ kim nhiêu. À, Ma Phần Tê và chúng con xin vâng. Tam về là mấy sẽ khâu bất năng tâm cao ông mi những văn dự điều học là vì tránh ra sự sát sanh à đinh na đa mà đinh sa mâm còn la sôm tóc cả mê su mi cha cha về là mấy ni sẽ khâu bất năng tâm cao mi còn xin mời như điều học là vi tránh xa sự tà hạnh sa qua đam về làm anh đi sẽ không giao mi còn xin mời như điều học là vi tránh xa sự nói dối su ra mê ra dâm a cha pa ma đa tha na về làm anh đi sẽ không bất năng sa ma đi giao mi con xin mấy những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumit Cha Cha Ra Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayamat Chap Pama Đăng Thana. Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami.
Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất sai. Ikmani panjasikapadani satukang katuang apamadena nityakalang samarakhitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, Ma Phần Tê và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na po kasambada sile na nibutin yon ti tasmai sila ngụy số thái diện. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ diệt giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu sa thu sa thu ua ta măng ghê na quan đê hăng ba đa băng sung và đua ta măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng thầm măng cha đu vi thăng và răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na văn đê hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khế vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh Ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Yom vana thamma nu thamma pati vanno viharati sami chi pati vanno nu thamma chari so tathagatang sakkaro ti karu karo ti mane ti puche ti paramaya pucha ya pati bhakti pucha yam. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sapapa passa karnang kusala suva sambada sacitta pariyo dabanang etang buddhai nasa sanang. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Khanti paramang tapo titikha nipanam paramang vatanti buddha nahi papasto Parupa cha yi tamano ho ti parang vi he tha yan to. Những ngài pháp thiêu hủy, tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng. Chư Phật dạy như vậy. Anu bác hoa đô, anu bác hà tô, bà ti mô kê chất sang quá rô, mặt tân yu ta cha phát ta sminh bàn tân cha sa di na sa năng a ti chết tê cha a yô vô e tăng bú ta hai na sa sa năng. Xuất gia không hiềm hỏng, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si la samma thi bu na năng khan ti ba tha na ca ra năng sắp bê di ku sa la tham ma khan ti kya ye wa wat thanh ti tê. Nhẫn nại các căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các hiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Kêu thả năm vị ba ba năng khanh tị mu lăng cảnh ta ti ga ra ha ca la ha đi năng mu lăng khanh tị khanh tị cô. Những ngài có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy.
khanti thi ra sa sa lăng ca rô khanti ta bô ta bà si nô khanti bà lăng vạch nha ti năng khanti thi ta su kha quá hàm. Là năng lực người kỹ, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo, có khả năng tác thành mọi an vui, phúc lạc. Tên thì cô mê tạc qua lao phi dạy si su ca si la qua vi yô đê quá ma lô sa năng ma na po hô thị khanh tí cô. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc quy danh, thường tự thành an lạc. Atano bị bà rê san cha tha wa ho wa khan ti ko sa ka mo ka ga mang mak gang a a run ho ho ti khan ti ko. Ta người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên đều thương mến hộ trì người hành pháp nhẫn nại. Sát thủ nô wa cha nô wa đăng ca rô ti ye wa khan ti ko pa ra ma ya cha pu cha ya chi năng pu che thì khẩn thì cô mạng kiếp sanh thiên giới trong đất quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường đức Phật cách cao thượng. Ô tu sắp và mong ga lăng rắc khẩn tu sắp và đề hoa ta sắp và bụt đá hai nụ pha huê nạ sạ đà sô thi phú văn tu tê của tu sắp và mong ga lăng. Rakhan du sapa deva ta sam batham mai nu pa we na sa da so thi phu an du te phu du sapa mangalang rakhan du sapa deva ta sapa sangkham nu pa we na sa da so thi phu an du te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ ở đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Dân dân kính chỉ cú sa la cấm măng cành tâm băng kỳ ri dân mà ma ca dê na wa cha mà na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê san ta san nhị nô an ti dê cha san ta san nhị nô ca tăng puôn nhà pha lăng mây hăng sầm bê pha ghi pha văn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puôn nhà pha lăng mà già dê cha tăng tha na cha nam tỳ đề hoa gánh toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi dê sam ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhám phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới và đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con cho buổi học ngày hôm nay ạ. Dạng kính chỉ cô sa la cam măng. Dạ con xin sám hối. Cà ra ni dạ măn thà cô sa lê na dạng tăng san tăng bà đăng a phi sa mánh cha sang cô u chu cha su hô chu cha su wa chô cha sa mu đô a na ti ma ni san tu sa cô cha su pha rô cha âm ba kính chô cha san la hu ca vua ti san tinh tri yô cha ni ba cô cha âm ba gam phô cu lê su an na nu gin thô na cha khu đăng sam ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu ba rê u ba wa đê dung su khi nô wa khê ni nô hoan tu sam bê san ta pha quan tu su khi tat ta dê kê chi ba na phu tan thi tat sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra ta ka anu ka thu la
Đinh tha hoa dê hoa an đinh tha dê cha đu rê hoa san tì a vi đu rê phụ ta hoa sam pha quê si hoa sam bê san ta pha quán tụ su khi tâm ta na ba rô ba răng ni cầm bê tha na tì mạnh nhê tha cánh tha chi năng kính chi pya rô san na bà tí khả sanh nha năn nhà mạnh nhà xa đúng khả minh chê và má ta và tha ni dân búa tăng a dù sa ê ca pua ta ma nu răng khê ê quam bì sắm bà phu tê su ma na sắm pha hoa dê a pa ri ma năng mẹ tanh cha sắm bà lô ca minh ma na sắm pha hoa dê a pa ri ma năng u thân a thô cha ti ri yan cha sam ba thân a quê răng a sa bánh tăng tinh thân cha răng ni sinh nô qua sa gia nô qua gia qua ta sa quy gà ta minh thô ê tăng sa tinh a tinh thâm và Brahma mê tăng quy hà răng ni tha ma hồ đính thân cha nu ba gam ma si la qua đa sa ni na sam pan no ca mê su quy ni và ghê thân na hi cha tu gam pha si yang bu na re ti ti bọn chẳng gô sát tì sang khá tô thầm má năng quý trà vô tát tha quý rì giang bi tì bà sa thì bọn chẳng ga chất tà tha bà rê sám ma thù bánh khá bò chẳng ga san tê tê sam ba đa si na mu ni na sam ma đăng khá ta pha quý ta bà hu li ca ta sam quán tăng tí a phân nha và niệm ba na và cha bố thị gia ê tê na sanh cha quán chê na hô so thị tê hô tu sam ba đa ê ca minh sam ma dê na thô mong gan la nan cha ca sa băng hi la nê đúng thị tê đi xoa bọn chẳng ghê sanh ta đê sa di tê cha tăng a phi nan đức toa rô ga múc chinh su tăng khả nê ê tê na sanh cha quánh chê na xoắn thị tê hô tu sam ba đa ê ca đa thầm ma ra cha bi ghê lánh nhê na phi bi li tô chuồn đánh thê rê na tanh nhê qua phà na bê toa na sa đa răng sam mô đính toa cha a ba tha tâm ha vua tha si tha na so ê tê na sanh cha quanh chê na xoắn thi tê hô tu sam ba đa ba hi na tê cha a ba tha tinh năng nam bi ma hê si năng mắt ga hạ ta kỳ lệ xa qua bánh ta nụm bánh tỳ thâm mà tăng ê tê na sanh cha quanh chê na xoắn thi tê hô tu sam ba đa nắp mùa bức tha giác Nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài Cả Trí Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài điều học chương trình của buổi hôm nay ạ. À. Con xin xuống. Nắc mô Bụt thầy nhá, Nam mô Tham mai nhá, Nam mô Sang khai nhá. Thế tiên trên lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ phúc hạnh, mình chào sư Nguyên Nhu, sư Meta, sư Diệu Nguyễn, sư Như Ngọc Dương Quang, huynh về nguồn cội đạo hữu tâm hạnh, sư Nguyên Hằng, sư Kim, sư Dương Nguyễn và Sister Man. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 237. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, câu Phật ngôn 237, xin phép quý vị
được tăng dương, ơn được tam bảo. Thất tần áp ta giá sạ quần đà đi. Bụt thù ma hê si á ra hăng ta thà gà tô lô Bụt tạm mô thấp bá gà rù hê chê thác bồ lô Cá sơ sá thà chá nạ đầm mô cù quý đô quần đà Ma hành tầng ná ra phù Chá này giác cầm Như lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng Thoát ly phiền não trôi trăng Tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng Tứ đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường tham mô bà đi bồ yết tá sơ sát thu nô lô ca nắm mạnh thá sơ vi nà ca rô cô sắp bành nhu vô thập bà ti phù tí sanh nhá tô hoàn đà mắc hành tăng nà ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng Như là soi sáng vạt màng vô minh va tan lầm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh khu vi số thô su gat ta sa sa quốc cô sít kha su ca mô quốc ra thầm bát sít kha cô nin đà bát sanh sa di a na đa rô quá rô quan đà ma hành tầng na ra phù Cha này giác cần Tăng bảo thanh văn Phật Đà Tâm học môn rõ để mà thoát thân Các ngài thanh tịnh đi trần Xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị Con xin đền để tăng hy Đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường Ra thành át tây giá tê chê Nát sát khá mê ê tu quá Tha nàng ta xa bí a lú pa quê Nát sát hát xa dê Nát sát chạch tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa mình học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bổn thầy nha phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong bây giờ mời quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình câu phật ngôn 237 Câu đầu tiên Upani Tawayo Chada Nisi Upani Tawayo Chada Nisi Upani Tawayo Chada Nisi Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Upani Tawayo là một Cha là hai Da Nisi là ba Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Upani Tawayo Cái từ Upani Tawayo Ở đây chúng ta thấy có ba từ, có hai từ ha. Đi chung với nhau. Đó là Upani Ta là một và Wayo là hai. Cái từ Upanita chúng ta thấy phía trước nó có tiếp đầu ngữ là Upa Upa cái từ Upa này tiếp đầu ngữ này có nghĩa là hướng về rồi chữ ni tá là do cái căn ngữ ni này có ý nghĩa là dẫn dắt hướng dẫn rồi chúng ta thấy chữ quá vô ha chữ quá vô do cái từ quá giá là một danh từ trung tính agrantanapum sakalinga quá giá có nghĩa là tuổi thọ hay là mạng sống tuổi thọ hay là mạng sống và chữ quá giá ở đây nó được chia theo chủ từ Bạch Tham Á, Ê Cá Quá Chá Ná Quỳ Pháp Tí Cho nên chữ quá giá nó biến thành quá dồ U Bá Ni Tá Quá Dồ Cho chúng ta ý nghĩa là sự diệt vong đã đến gần Sự diệt vong đã đến gần
hay là tuổi thọ sắp hết. Rồi chữ đa, chữ cha là bà ha, đa lý sĩ, đa lý sĩ. Ở đây chúng ta thấy chữ đa lý cộng với a sĩ, đa lý cộng với a sĩ, nó cho chúng ta ý nghĩa là giờ đây hay là lúc này hay là ngay bây giờ. Đa lý sĩ là ngay bây giờ hay là lúc này hay là giờ đây. Như vậy thì câu đầu tiên Upani tawayo chada nisi, Upani tawayo chada nisi, câu này cho chúng ta ý nghĩa và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần. Và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần. Diệt vong ở đây có nghĩa là mạng sống, là tuổi thọ. Như vậy là ý nghĩa câu đầu tiên. Chúng ta thông qua ha. Có ai thắc mắc về câu đầu tiên không? Alo, thắc mắc thì cứ hỏi nha. Qua rồi là không có cơ hội nữa. Câu số 2 Sambhajato siyamasa santike, Sambhajato siyamasa santike, Sambhajato siyamasa santike. Câu số 2 chúng ta có 3 từ ha. Sambhajato si là 1, Yamasa là 2, Santi là 3. Sambhajato si, Sambhajato si. Ở đây có 2 từ cộng lại, Sambhajato là cộng si, và lại biến thành Sambhajato si. Tô chúng ta tiếp đồng ngữ chữ sân ở phía trước nè, rồi chữ bá ở phía trước nè, hai đồng ngữ nó bổ sung cái căn già. Bổ sung cái căn ngữ gia. Mà căn này là căn ngữ gia này có nghĩa là đi. Vậy thì đây Sambhajato quá khứ phân từ, hai ba một hai nhiều cái quảng cáo cho nhiều khi quý vị thông cảm. 2 3 có vị cho chúng tôi biết rằng đường truyền bị đứt đoạn, bị chập chờn. Sư Kim nghe rõ ha, còn vị nào nữa không? Sambhajato si, ý nghĩa của cái đoạn này
là ngươi tự dẫn thân đến hay là ngươi tự đi đến? À, cái từ đầu tiên sambhaya tô sĩ, giờ đây ngươi tự đi đến. Alo, xin Như Quan nghe rõ. À, sambhaya tô sĩ, người tự dẫn thân đến, người tự đi đến, rồi đúng rồi. Rồi cái từ thứ hai yamasa. Yamasa do cái từ yama. Yama là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Và chữ yama ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, tức là chatti vipatti ekavachana. Cho nên chữ yama nó biến thành yamasa. Yamasa là của thần chết, của Diêm Vương, của tử thần, của thần chết, của Diêm Vương, của tử thần. Và chữ cuối cùng câu số 2, santike. Santike, santike, chữ santike này nó là một do cái từ santika. Santika là một danh từ trung tính, akaranthanapum sakalinga. Và chữ santika này nó được chia, santike nó được chia theo cách thứ bảy, sattami vipatti ekavacana, định sở cách. Mà định sở cách thì cách chia số ít ha. Santike ở đây có nghĩa là cận kề, gần bên. Cận kề, gần bên. Vậy thì cái câu số 2, sambhaya to si yamasa santike, sambhaya to si yamasa santike, sambhaya to si yamasa santike. Câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa là ngươi đã tự đi đến gần thần chết. Người đã tự đi đến gần tử thần. Câu số 2 à? Câu số 2, đô tỷ gia. Đô tỷ gia, đối cách. Đối cách vật thứ 7 là định sơ cách. Nó hơi giống giống nhau ha. Thì ở đây cách chia thứ hai các bạn đúng hơn là cách chia thứ bảy, định sơ cách. Bởi vì chữ santike này là một túc từ chứ không phải là một cái vị trí ha. Cảm ơn chị Kim. Đô thị giao vụ phát tí bà hú quá chà na. Hoặc là chữ santike này cũng có thể đổi thành santikang ha. Cái chỗ thì người ta để sanh tiết cần, nhưng mà đây sanh thì kê thì nó giống giống với định sơ cách, tức là satami vipatti ekavacana. Như vậy thì ở đây sanh thì kê là một đối cách số nhiều. Một đối cách số nhiều. Cảm ơn sư Kim. Chúng ta học mà có sự quan tâm, có sự hỗ trợ bổ sung cho nhau để theo dõi bài học, đây là một điều rất tốt. Cảm ơn rất nhiều nha. Và cái câu số 2, người đã tự đi đến gần tử thần ha. Chữ tử thần, đi đến gần, đó là tốt từ, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3,
Câu thứ ba chẳng chúc rồi. Qua sô tê nát thi ăn ta ra. Qua sô tê nát thi ăn ta ra. Qua sô tê nát thi ăn ta ra. Câu số 3 chúng ta thấy có 4 từ ha. Qua sô là 1, tê là 2, nát thi là 3, ăn ta ra là 4. À, câu số 3 này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ qua sô ha. Chữ qua sô do cái từ qua xá. Qua xá nó là một danh từ nam tính akranta pumlinga. Và chữ qua xá này được chia theo chủ cách số ít. À, tức là bạch tham án ekavachana vipatti. Chữ qua xá nó biến thành qua sô. Qua sô là trú xứ, chỗ ở. Qua sô là trú xứ, là chỗ ở, nơi cư ngụ. Rồi chữ tê. Tê là do đại từ tá. Đại từ tá, khi mà đại từ này biến thành số nhiều thì nó là tê. Tê là chúng nó, các người. Họ, chúng nó, các người, họ. Ám chỉ số nhiều ha. Rồi, nắp thi là không có. Chữ nắp thi này do chữ ná cộng với áp thi. Ná có nghĩa là không, áp thi là có. Hai từ này đi chung với nhau gọi là không có. Rồi, cái từ cuối cùng antara. Antara do cái từ antara ha. Nhưng mà nó là một tỉnh từ. Antara có nghĩa là ở giữa. Nhưng mà đây nó là antara, có nghĩa là nó biến cái tỉnh từ này thành một một trạng từ. Trạng từ này cho chúng ta ý nghĩa là ở khoảng giữa. Ở khoảng giữa. Hay là còn có ý nghĩa là lưng chừng. Lưng chừng. Tức là không ở phía trên, không ở phía dưới, mà nó ở lưng chừng như vậy. Là ở khoảng giữa. Anh ta ra. Như vậy câu số 3. Qua sô tê nắp thi ăn ta ra. Qua sô tê nát thi ăn ta ra. Cái câu số 3 này tức là không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa cho người. Không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa cho người. Cái câu này Ngài Hòa Thượng dịch hay quá. Giữa đường không nơi nghỉ. Hay ha. Giữa đường không nơi nghỉ. Và câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng. Ba thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Ba thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Ba thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Câu số 4 chúng ta có 5 từ. Ba thầy dầm vi là 1, cha là 2, tê là 3, na là 4, vi cha ti là 5. Câu cuối cùng chúng ta có 5 chữ. Trong 5 chữ này thì quý vị hình như đã học cái câu này rồi á. Ba thầm ba thầy dầm bí chá tê na quýt chá tí. Chữ ba thầy dầm bí do cái chữ ba thầy dần ha. Ba thầy dần cộng với áp tí.
mà chữ ba thầy văn á do cái chữ ba thầy giá, ba thầy giá là một danh từ trung tính ha, a kalanta na pung sakalinga. Nhưng mà ở đây chữ ba thầy nhá kia tối kia các số ra vừa phát cái kia có quá trình á, cho nên nó ba thầy giá trở thành thầy giá ba văn, cái là tư lương cái đồ đạc theo lúc đi đường, tư lương hay là cái tài sản mà vật thực, cơm nước để đi một đoạn đường nào đó thì đem cái đó theo gọi là ba thầy văn. Bởi vì chữ ba thầy văn này á nó do thá, thá là một danh từ nam tính ác nha. Thì chữ ba thá này có nghĩa là cuộc hay là con từ cái cuộc hành trình à. Nó đi qua dính cái chữ ba thầy nhá, là vật thực mang theo, lương thực đem theo. Vậy thì ba thầy dâm bí, ba thầy dâm bí có chữ a bí theo sao nữa ha, tư lương à, ba thầy dâm bí là tư lương giá à, là họ chúng nó rồi ná là không, quýt chặt tí là biết à, hay quá sĩ Kim này nghiên cứu kỹ quá ha. Sao cái câu như con 235 ha, thấy học ở sau là nhớ ở trước ha, là học ở trước rồi quên ở sau ha. Hay sĩ Kim còn nhớ rõ 235, học tới 237 cái là nhớ 235 có cái câu này liền ha. Vậy thì ba thầy dâm bích chặt tê nó quýt chặt tí và tư lương của người cũng không có được biết đến, và tư lương của người cũng không có được biết đến. Rồi. Như vậy thì câu Phật ngôn 237 ý nghĩa về tự vận chúng ta thông qua ha. Và giờ đây người có sự diệt vong đã đi đến gần, người đã tự đi đến gần thần chết, không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa cho người, và tư lương của người cũng không có được biết đến. Alo, xin lặp lại ha. Và giờ đây người có sự diệt vong đã đi đến gần, người đã tự đi đến gần thần chết, không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa cho người, và tư lương của người cũng không có được biết đến. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thở lục bát thế này: đời người sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong, bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Đời người sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong, bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Đó là Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn chỉ có 5 từ thôi, thành ra một cái thể thơ ngụ ngôn: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Ồ. Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn nhưng mà nghe hay hơn ha. Không biết quý vị nghĩ sao, chúng ta thấy năm năm chữ này ha, dễ hiểu mà thấy xúc tích. Đời ngươi nay sắp tàn,
tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lượng. Dứt khoát ha, ngắn gọn cho nhiều người. Trước khi coi như nhắm mắt xuôi tay cùng cố ca lên nhiều câu vọng cổ này chứ, ca cho đã rồi ca mới chịu nằm chung. Rồi đây ngài hòa thượng Minh Châu, đời ngươi nên sắp ra rồi, sắp chết rồi. Như vậy thì coi như chuẩn bị tư lương đi, sắp tàn để tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Rồi như vậy là ngắn gọn ha. Như vậy thì câu Phật ngôn 237 chúng ta đã đi vào tự vấn. Quý vị có gì thắc mắc không? Chị thường coi cái lương lắm phải không? Coi gì mà coi, nghe thôi. Nghe trước khi chết á, rồi nghe cá một hơi cho đã đời rồi mới chịu nhắm mắt. Cũng giống như câu người ta nói, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Trước khi chết là mình phải chứng tỏ mình là người có tài hay bất tài thế nào đó, thở than than thở gì cho nó đứt hơi mới chết chứ. Nhưng còn bây giờ hơi còn thì tại sao mà không kéo dài cái hơi đó cho người ta biết rằng ồ, một cái hơi tôi là coi như trăm chữ nè, một cái hơi tôi là coi như hơi dài nè. Ai nói hơi dài là tốt, ai nói hơi ngắn là tốt. Hơi dài hơi ngắn, hít vô thở ra thì hết một ngày, mà thở ra không hít vô thì hết một đời thôi, cũng là hơi thở. Thôi thì cái câu đầu tiên, Upani tawayo chada nisi, Upani tawayo chada nisi. Quý vị làm toán cộng dùm ha. Câu này có bao nhiêu âm từ? Mười với mười là 20 ha. Thôi, chát lên một lần thôi. Hai lần như vậy người ta nhìn vô là rối độ hình rồi. Chị tầm em cũng mất trước ha. Chị tầm em cũng mất trước 10 luôn ha. U là 3, bá là 2, ni là 3, tá là 4, quá là 5, vô là 6, chá là 7, đa là 8, ni là 9 và si là 10. Đa, ni, si, 10 âm từ ha. Trong 10 cái âm từ này thì quý vị cho chúng tôi biết nó có bao nhiêu trường âm. Có bao nhiêu trường âm trong câu số 1? Alo, trường âm có bao nhiêu đây bà con ơi? Chị Kiềm nói tới 6, tức là 3, 3 là 6. Bà con kiểm tra dùm đi. Đâu phải là 6 không? 10 mà có tới 6 trường âm rồi. Bà con kiểm tra dùm coi có phải hay là chiếc kim số 7 à? Chúng ta tìm thử coi có phải là 6 không ha. Chữ ni là 1 ha, chữ vô là 2 ha, chữ đa là 3 ha. 3 trường âm thôi, vậy mà nói tới 6, 3, 3 là 6. Như vậy mà không có ai tìm ra, chỉ có mình xí kim thôi ha. Bà con ngủ hết trơn rồi, tao học làm chi nữa, mệt quá đi. Ngủ. Bây giờ mình làm thiện trí thức hay thiện trí ngủ nè. Ai thức thì chát lên dùm đi. Còn ai muốn làm thiện trí ngủ thì cứ vô tư. Mến chào Sư Su Kha vừa đến với Pháp hội. Câu đầu tiên, có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Sư Su Kha ăn vui không?
Shishuka mới vô là tham gia liền hả? Bởi mới vô là thức, còn ta vô lâu ta ngủ hết rồi. Cho nên Shishuka cũng tham gia chiến đấu luôn. Ubani Tawayo Chada Nisi. Câu này chỉ có một loại trường âm. Vậy thì trường âm đó có phải là trường âm nhấn hay không? Alo. Câu đầu tiên. Có một loại trường âm, mà trường âm đó có phải là trường âm nhấn hay không? Shizuka mạnh dạn nói rằng không ha. Bởi vì đâu có hai phụ âm ghép đi theo đâu mà gọi là trường âm nhấn. Thôi thì chắc chắn đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phải không? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bà con ơi, đúng không? Cũng chắc quá. Shikim với lại Shizuka cũng nói không. Không phải trường âm nhấn, không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chính hắn là trường âm thông thường. Chữ ni nè, chữ vô nè, chữ đa là trường âm thông thường. Mà trường âm thông thường có ba thì còn lại bao nhiêu, mấy đoạn âm nè, còn lại bao nhiêu đoạn âm nè? Chính xác là 14 đoạn âm. Ấy thì chắc lên lần thôi, chắc lên hai lần là đọc gấp đôi. Chỉ còn 7 đoạn âm. Đó là ủ nè, ba nè, ta nè, quá nè, cha nè, ní nè, si. Tất cả là 7 đoạn âm. Câu đầu tiên là một câu có một loại trường âm tham dự trong đó. Đó chính là trường âm thông thường. Mà trường âm thông thường đó thì có ba, đó là chữ ni, chữ vô và chữ đa. Rồi, câu số 1 thông qua. Bây giờ qua câu số 2 nha. Quý vị thấy câu này dễ quá, cho nên khi dễ coi thường, không có tham gia. Bây giờ câu thứ 2 là tham gia ha. Sambaya to siyamasa santike. Sambaya to siyamasa santike. Sambaya to siyamasa santike. Câu số 2 này, quý vị thấy có bao nhiêu đoạn âm nè? Nghe hỏi thì giật mình ha. Hỏi câu số 2 này, có bao nhiêu đoạn âm nè? Em coi đúng không đó? Rồi nghe cho người ta bắt chước theo cho sai luôn đi. Có 5 đoạn âm hả? Đem qua thử. Ở đây chúng ta học luận làm cộng không hả? Là một hai là giá chị xa là bốn nè, năm ba vậy mà cũng ai. Tôi cảm ơn xà tù âm đoạn âm âm được bao nhiêu nè? Trường âm được bao nhiêu? Câu số 2. Trường âm già khó hả? Anh số câu chứ không có. Trường âm được bao nhiêu? Người 6. Có người thì nói không có, có người nào. Chỉ có một bên nguồn cội là không giống ai. Nói khó hả? Người ta xà. Bây giờ để xác minh coi thuốc khá gì là xí kiếm sắp. Năm đó thì chúng ta kiểm nghiệm coi chỉ sọc ha, chỉ da là ha, chỉ tô là ba ha, chỉ má bốn ha, chỉ xanh là năm ha, và chính bùi 6 trường âm. Như vậy thì chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Câu này có bao nhiêu âm từ?
sau năm 12 với sau 11. À, chiếc kim này là coi như là làm tối độ hình chắc lên lần hai cái luôn. Nói sau năm 12 yêu, năm 11. Không phải không? Rồi, quý vị khẳng định lập trường của mình. 11 là đúng, 12 là nó bậy. Quý vị cũng phải nhận định chứ, đừng có nói ồ, ổng nói 12, mình cũng chắc lên 12. Như vậy là có khuynh hướng ăn theo không được, ai vua. Mà mình phải chấp nhận cái sự thật là đúng là đúng, sai là sai. Cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng, nó rõ ràng ha. Câu này trường âm thì có 6, mà đoạn âm thì có 5. Vậy thì 6 năm là 11 chứ làm gì mà 12, rõ ràng quá. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 2 này có bao nhiêu loại trường âm? Khó quá, khó quá. Chỉ có Sĩ Kim với Sĩ Su Ca tham gia, còn bao nhiêu thấy rắc rối. Cái gì mà tùm lum tà lá hả? Bây giờ Sĩ Dung Nguyễn ha, hồi nãy giờ ngủ ha, bây giờ thức rồi. Quậy quá phải thức thôi. Sĩ Kim, Sĩ Su Ca, Sĩ Dung Nguyễn nó có hai loại trường âm, nhưng mà bây giờ phải đi vô chi tiết mới biết là hai hay là ba chứ. Bao nhiêu trường âm thông thường, bà con ơi? Trường âm thông thường có bao nhiêu? Rồi, Sĩ Dung Nguyễn, Sĩ Dung Nguyễn sao mà 3, 2, tới 5 luôn hả? Dữ vậy. Rồi, bây giờ khẳng định lập trường chắc chắc ăn đi. 2 là 2, 3 là 3, cho làm gì mà 2 là 23, là lung tung quá vậy. Rồi, mời Sĩ Dung Nguyễn phân tích câu số 2 ha. Alo, cho nó chắc ăn đi, cho nó bây giờ bắt chước người ta không tốt đâu. Bây giờ cái cầm micro lên để mà nói câu số 2 này, tại sao, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào các cô chú, anh chị em trong đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Như Quang đã cho con lý tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được phân tích câu số 2 ạ. Sambaya sambaya to siyam masa santike sambaya to siyam masa santike. À dạ, con lại con mình nhắc cho con rồi. Sambaya to siyam masa santike. Dạ, sang là trường. Dạ, con xin phân tích ạ. Trong cái câu này thì có và có ba trường âm thông thường ạ. Chữ gia, chữ tô và chữ kê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dạ thì có hai, dạ đó là chữ sang, chữ sang, dạ thật ra con phân tích lại nha, chữ sang là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường, chữ tô là trường âm thông thường, chữ xí là đoạn âm, giá là đoạn âm. Chữ má là trường âm nhấn, chữ xăng là trường âm nhấn,
Ý là đoạn âm và kê là trường âm thông thường. Và trong giờ cô làm câu hết rồi, cô kêu chắc chết rồi. Dạ dạ trong câu này có ba loại, có hai loại trường âm, đó là trường âm nhấn là chữ xăng, chữ xăng, chữ chữ xâm và chữ xăng, và chữ má. Trường âm thông thường là có ba, dạ là chữ da, chữ tô và chữ kê. Dạ còn lại là đoạn âm ạ. Dạ con phân tích xong rồi, con có sai thì con xin sư phụ giúp cho con ạ. Dạ con đã phân tích xong ạ. Con xin gửi mic đến cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú sẽ dùng nguyện khi mà cầm micro ai nó ai có hù ai có quậy hay là ai muốn ra hát muốn chát chót kiểu gì kệ người ta chứ bây giờ mình cái quyền mình cầm micro nè thì cái quyền mình được nói nè ưu tiên cho chính mình nè thì như vậy người ta có hù chết chắc rồi. Cái chuyện là chết rồi ai nữa không chết, bảo đảm không chết, cho nên già cũng chết, trẻ trước sau cũng chết à, thì cái chết là cái chắc chắn rồi à. Nhưng mà đúng lúc không, bây giờ ta đương nói trù cho người ta chết à. Bà này ác quá đâu được, nhưng mà người ta hù à, mình cứ tự nhiên à, mình cầm micro thì cứ nhìn lên trên đó mà phân tích. Họ có nói là chết chắc hay là chưa chết hay là họ thế này thế kia kệ người ta ha. Cầm được micro là quyền của mình ha. Và cứ từ từ đi rồi nó cũng nhừ ha. Mà là họ đã hồi hồi trước ấy, nên đọc phần đầu bây giờ tổ sau này chỉnh sửa ra tô thì như vậy thì thấy rõ ràng, cho nên mình cầm cái micro trên tay cứ bình tĩnh. Đừng có thấy những cái dòng để chat hoặc là những bông hoa nhiều quá, mừng quá, sung sướng quá, tâm tham sân khởi, rồi do cái sự chắc ăn người ta tán thán mình quan ý quá độc chặt lắm, cái đó cũng có nè. Cho nên đừng có thấy người ta chat lên những cái câu mà người ta họ hù mình á, mình sợ ăn hoa nhiều quá sung sướng rồi cũng nó bậy luôn. Thì cái đó phải ổn định lại, nhìn vô trong đó để phân tích cho chắc ăn à. Như vậy thì sư Trung Nguyễn từ sai chỉnh lại thành đúng, cái đó mới tự mình đứng trên đôi chân của mình chứ à. Cho nên cái điều mà chúng ta mời quý vị lên không phải là ghét bỏ, mà mời quý vị lên để coi âm thanh có tốt không à, tiếp thu có ổn định không. Chứ bây giờ sĩ Kim cứ chát lên đúp lên lần hai lần trước lần sau lần trước lần sau vậy làm rối đồ hình đi, rồi bà con thấy ồ vị này chát lên đầu tiên chắc là giỏi lắm bất chưa, rồi cái lên cầm micro phân tích cũng chấp quát luôn. Cho nên quý vị cầm được micro đó là một cái điều mà quý vị thành công đối với đạo tràng này. Nói như vậy không phải khi dễ mấy vị mà coi như ngồi im, nhưng mà chúng tôi muốn khích lệ quý vị cố gắng đấy, cầm được micro để rồi cái giọng nói của quý vị hay dở không cần biết, nhưng mà ở đây đúng và sai sao thủ sĩ Dung Nguyễn. Vậy thì sĩ Dung Nguyễn đã thành công, vậy thì câu số 2 không qua ha. Nhưng mà trước khi qua câu số 3 á thì chúng ta phải ôn lại hai câu này. Ubani tawayo chada nisisam baya to siyamat sasantike. Ubani tawayo chada nisisam baya to siyamat sasantike. Ubani tawayo chada nisisam baya to siyamat sasantike. Rồi, hai câu này quý vị có thắc mắc
thì chúng ta cứ theo pháp học thôi. Pháp học ở đây nghĩa là học hỏi hiểu nhớ. Thì bây giờ quý vị học không hiểu thì cứ hỏi, hỏi xong rồi thì mới hiểu được chứ. Học hỏi hiểu rồi khi đó quý vị mới nhớ, rồi mới đọc đúng chứ. Đó là chúng ta thực hành ha. Học hỏi hiểu nhớ, rồi khi đó chúng ta mới hành, tức là đọc đúng. Rồi qua câu số 3 nha. Qua tô qua sô tê nát thi âm ta ra, qua sô tê nát thi âm ta ra, qua sô tê nát thi âm ta ra. Câu số 3 này tương đối dễ nè ha. Quý vị thấy qua sô tê nát thi âm ta ra. Mời Sister Man. Alo Sister Man. Câu này dễ, tôi đưa là sai liền à. Sai mới sửa, nhất là quý vị mới á, cứ mà nhận đưa tay lên chặt càng nhiều càng tốt, mình càng sửa thì khi đó mình mới thấy cái sai. Rồi hù quá Sister Man sợ không dám đưa tay. Tắt cậu số Sister Man mới có 45 tuổi lẩm cẩm rồi ha. Nó nói đưa tay lên đọc phân tích để cho bà con nghe. Rồi, thích tầm em đưa tay lên. Khó nghe ha. Câu này khó, cho nên rồi, không dám đưa tay thì chuyện nghe nhỏ như con thỏ. Lời sư cô biển à, khi hậu chấm mới để dành cho một câu nhé. Chứ bây giờ không để dành hay nói ô tu vô rum này khi dễ đến gì hết buồn hiu là xong vô nó à, có ý nghĩ vậy lắm. Sư cô biển à, phân tích rồi như ho ho ha, có người nhắc cùng nói với trời đất ơi có nhắc ha. À rồi sư phụ biển rồi cũng lặn luôn rồi gần biển cho nên lặn sâu nữa khó quá. Câu số ba khó quá. Alo. Dạ, dạ mà không chịu ho gì hết. Đưa tay lên ho cho bà con nghe. Ừ, có vậy chứ. Lạnh mà không ho sao được. Dạ, con phố biển. Con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tôn nữ Phúc Hạnh và con kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Dạ do con vừa cầm máy cha con kêu con thả xuống nghe con. Ngài kêu con không kịp, con không kịp. Vì con xin phân tích câu số 3 chứ con không kịp là biết là ngài hỏi gì mà con chỉ nghe ngài nói phổ biến bây giờ con chạy lên con cầm mic. Có gì à? Con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Dạ vậy con xin phân tích câu số 3. Wa so te nat thi am ta ra, wa so te nat thi am ta ra, wa so te nat
Thế ta là dạ va là trường âm thông thường, xô là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thấy là đoạn âm, ăn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Dạ câu đây là chỉ có trường âm, câu 3 là chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhấn, không có trường âm đặt theo dạng nguyên âm. Trường âm thông thường là có 1, 2, 3, 4 trường âm thông thường là wa, so, te và ra. Hai trường âm nhấn là nát và âm. Còn đoạn âm là có hai là thí và tá. Dạ, con đã phân tích câu số 3. Dạ, con xin kính dâng mic lại cho ngài, thưa ngài. Sa thú sa thú sư phụ biển à, chỉ có một mình Thích Kim với lại sư Xuất Ca Tạng Hòa, còn bao nhiêu thì ngồi ở dưới thấy phân tích hay quá vỗ tay thôi, nhưng mà vỗ tay đâu ai nghe đâu. Sư phụ biển có được một cái hạnh phúc, có được một sự vinh hạnh là ông thân coi như trên 90 tuổi ha. Hiện giờ đường đường phụng dưỡng cho người cha của mình à, mà đây là một cái hạnh mà người ta gọi là Phật tổ, cha mẹ tại tiền Phật tổ tại thế à. Mình còn cha mẹ để phụng tiêu Phật thì đối với phụ thân của chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Ông cụ cũng lúc này cũng yếu và quý vị biết rằng ở Việt Nam khoảng nửa tháng này á, không khí nó lạnh rồi thời tiết thay đổi rồi cái sức khỏe của người cũng tổn giảm rất là nhiều. Quý vị như là chiếc kim thấy thường thường chiếc cô biển lên ho ho ha, nhưng mà hôm nay lại đổi sang cái tông mới, tức là không ho nữa mà lên khịt mũi á, sụt sịt chứng tỏ là thời tiết rất là lạnh. Và cái điều mà quý vị nhất là tính con người mà hay thắc mắc nhất ở trong room này là Sĩ Kim ha, không nghe tiếng gà gáy, sao mà gáy nổi, nó mất toàn chiếc dịch hết trơn rồi. Mấy gã lên đường rồi cho nên làm sao mà gáy nổi. Chó gà mà còn còn bị bệnh nữa mà cũng người á, thì sao mà thoát khỏi tử thần à, nên này đợi người nay sắp tàn rồi nè, thì thời tiết nó hủy hoại nó làm cho thân tàn ma dại thôi, cũng cũng chuẩn bị đi đoàn tụ với ông bà nè. Nhưng mà trở lại vấn đề. Sư phụ biển mặc dù là lo phụng dưỡng cho người cha của mình, nhưng mà khi mà cầm micro lên là câu số 3 này phân tích, nghĩa là trong nghĩa là chính xác hoàn toàn, không có chỗ nào để mà nói tại man mắc cỡ sao chứ. Câu này dễ vậy mà coi như nhường cho người khác thì không biết sao. Rồi, câu số 3 không có gì để nói ha. Xong rồi, đẹp quá rồi. Chị Christina ở đâu chạy vô cũng đưa bàn tay lên cũng hưởng ứng tán. Đúng rồi. Chị Christina này á, nghe cái giọng của sư cô biển biết là bà con đồng hương cho nên vô ủng hộ tối đa. Mà trong khi người ta đọc hồi nào á, đọc xong hồi nào rồi, vô sau nhưng mà ủng hộ cái giọng nói thôi. Rồi cái đó cũng quan hệ ha. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4. Ba thầy dầm bị cha tề nó bị cha ti à ba thầy dầm bị cha tề nó bị cha ti
ba thầy dầm vi cha tề la vi cha tì quá sika sikina vô lâu lắm rồi hả, vô lâu rồi, có thấy câu số 4 không hả? Bây giờ hỏi vô lâu rồi có thấy câu số 4 này không, hay là chỉ nghe cái giọng của sư cô biển, là chỉ nghe tiếng nói em lòng yêu thương hả, vì mình là người đồng hương hả? À, ủa vậy là vô thấy câu số 4 hả? Thấy câu số 4 thì đưa tay lên phân tích chứ, không lẽ là thấy câu số 4 rồi trận mắt mà nhìn nè. Rồi đưa bàn tay lên phân tích câu số 4 nè, sư cô biển là đồng hương ha, lên phân tích câu số 4 là đồng giọng ha. Rồi mời sư Christina. Dạ thôi, vậy mạnh dạn vậy chứ, xin mời. Dạ con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Con đang lấy xe để cho con tấp xe vô chút rồi con ráng cố gắng phân tích nha sư. Sư kêu có con hết hồn rồi. Pathayam bi chate na vi chati. Trong câu này gồm có 10 âm từ. Pa là trường âm thông thường, đây là trường âm nhấn, cái chữ giam con không có thấy cái nùi á, con không có sure là trường âm đọc theo giọng nguyên âm hay là chữ giá là đoạn âm, chữ bí là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ quýt với lại hai chữ chê là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và có ba loại trường âm hả sư, trường âm thông thường, trường âm nhấn và đoạn âm. Dạ, con có sai sư sửa giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con cũng muốn bạch với sư là mấy bữa nay có nhiều khi con vô room trễ, có nhiều khi con không vô được á sư. Vì mẹ con suy mới bị tai biến á, cho nên là cái schedule của con nó cũng bận bịu, vừa làm vừa chạy đi chạy về nữa. Cho nên là mong mọi người thông cảm nha. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thủ này à, quý vị thấy Tina và sư phụ biển có một cái sự đồng cảm với nhau ha, tức là một bên lớn tuổi và thì bây giờ sư Tina cũng một bên là bà thân cũng bị tai biến, cũng bệnh à, tức là đồng bệnh tương lân, đồng thanh tương ứng, đồng tức là có một cái sự tương đồng với nhau à, đường lái xe mà phân chia thì hơi bị lạc nha, bởi vì cái tiểu bang Colorado chúng ta đó rồi ha, và cũng rất là nhưng cái tiếp biểu à, cho nên cái câu số 4 này có mấy vấn đề trục trặc trong đó.
Rồi, sao quý vị không nghe? Hai ba một hai ba, quý vị tốt mà. Không nghe âm thanh bên sư không liên. Khổ đế quá vậy. Ở Nha Trang cũng như ở Đồng Nai lá đi quá nghe. Bây giờ âm thanh bị ngắt, để chúng tôi chuyển qua cái wifi, quý vị thông cảm. Rồi bây giờ nghe cà giật ha. Rồi cà giật là đỡ, sợ nó cà chớn thôi, cà tương đối. Quý vị chiếc niệm từ ơi, đây phân tích dùm câu số 4, nhà nghe đứt khoảng ha. Rồi bây giờ vị nào âm thanh tốt đưa tay lên dùm đi ha, chúng ta chỉnh lại cái wifi. Con xin kính chào sư Chí Đức. Dạ nghe rõ. Quý vị nghe âm thanh tôi rõ không? Vô được rồi à. Xuất khá nó vô được phúc hành luôn cần. Dạ dạ nghe rõ ha. Vậy trong khi để tôi phân tích câu số 4 này lại, để kéo thời gian để cho sư sửa wifi hay làm cái khác đó. Khi nào quý vị thấy sư giơ tay lên, quý vị nói cho tôi biết nha, tại vì tôi không có thấy ai giơ tay hết. Dạ, dạ rõ, cảm ơn Trung Nguyễn nha. Hồi nãy cô Christina phân tích á, thì nó cà giật nghe không rõ, thì nó tôi không biết cổ nói cái gì nữa, nó cũng không biết. Ok, thôi giờ phân tích lại đi ha. Câu cái câu số 4 của Kinh Pháp Cú, câu 237. Thà thầy dầm phí chá tề, nó quý chá tí. Thà thầy dầm phí chá tề, nó quý chá tí. Tha là trường âm thông thường, thầy là trường âm nhắn, dâm là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, bí là đoạn âm, chá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quý là trường âm nhắn, chá, tí là hai đoạn âm. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm thông thường và trường âm nhắn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có hai là pa, ba và tê. Trường âm nhắn có ba là tây, dâm, quý. Đoạn âm có năm là tí, chá, ná, chá, tí. Ui! Sao nói sâu sư? Sư không nghe con hả? Cô Như Hoa nghe rõ. Mà sau sư trên Phật Pháp Online số 2 là sao? Quý vị nghe tôi rõ không? Cô Như Quang nghe rõ. Christina nghe rõ. Vậy được rồi phải không? Có thấy sư giơ tay chưa vậy? Sư đưa số 2 là sư giơ tay hả? Vậy thôi tôi đi, đi. Có sư không nghe, con nghe rõ. Phúc Hành cũng nghe rõ nữa. Quý vị thấy sư giơ tay chưa vậy hả? The man đưa tay hả? Vậy thôi để cho xích the man ha, the man lên ha. Rồi, trả máy lại đây.
Alo, 123, 123, Teacher Man đưa tay lên mà không thấy cầm micro ha. À, bởi vì cái vị này mới đến với đạo tràng, cái sự thao tác chưa có quen ha. Rồi, mời Sít Nguyên Như, Sít Nguyên Như Quang Hỷ hướng dẫn dùng cho Sister Man cái cách thao tác trong cái điện thoại như thế nào để cho nó sự sinh hoạt của chúng ta nên được tốt đẹp. Sít Nguyên Như ơi, Sít Nguyên Như có mặt không? Hay là thiện chí ngủ rồi? Bây giờ bên đó mới 3-4 giờ chiều vẫn ngủ cái gì không biết nữa ha. À, khoảng 5-6 giờ chiều gì đó mà giờ mình đi ngủ thì giống con gà quá vậy. Chứ Nguyên Như có mặt 5 giờ bên đó mà bây giờ lo đi ngủ rồi, chán thiệt, tụng kinh xong rồi nghe đi ngủ giống con gà quá ha. Giờ này mới chưa tới chạng vạng lo đi ngủ. Chứ Nguyên Như có chiếc máy không, hướng dẫn dùm cho Sister Man hoặc là vị nào giỏi về điện thoại à, Sít Kim cũng được nè, xin mời. Dạ, con xin kính chào sư Di Đức, các cô tu nữ, hiển vị Phật tử. Cô Sister Man, cô dùng iPhone phải không? Cô của cô dùng iPhone phải không? Sister Man có nghe tiếng tôi nói không? Cô dùng iPhone phải không? Ờ, cô dùng iPhone dễ lắm. Cô bấm ngay chỗ mà cái nút kế bên á, cái nó hiện ra một đống chữ luôn. Một đống cái xích nhồ, nó có cái như là trái tim nè, rồi có cái hình chủ hình hình vuông, có cái mũi tên lên, rồi có giống như cái máy chụp hình, rồi có cái giống như cái mic, rồi có giống như trái bầu hoặc trái giống như là mặt trăng vậy đó ha. Cô đừng quan tâm chỗ đó, cô bấm cái chỗ mà cái chữ mic lên thì nó hiện ra cái màu đỏ, nó để là stop talking, rồi ở trên nữa nó có joy curve, rồi cái bên nó joy lit. Cô bấm vô cái joy curve xong rồi cái cô khi mà cô bấm cái joy curve xong rồi thì cái chỗ cái stop talking lúc đó thì nó màu xanh. Cô bấm cái nút đó, cô đè xuống, cô kéo lên nó sẽ thành màu đỏ, là lúc đó là cô đã cầm mic rồi nha. Bây giờ tôi lặp lại ha. Cô thấy cái chỗ mà nguyên một dọc chỗ mà cái message mà cô đánh đó thì cô hít ngay chỗ cái mic, cái micro đó, microphone, nó để cái hình giống như microphone, cô hít cái đó thì nó hiện ra hai cái lằn trên nó là có để microphone có dấu cộng, rồi nó có chữ voi rồi chữ call, kế bên đó nó giống như cái đồng hồ, rồi nó để chữ call list. Rồi dưới đó là nguyên cái ba của nó là nó để rồi stop talking. Khi mà cô chưa có đụng nó thì nó màu xanh. Bây giờ cô muốn đụng nó là cô sẽ nói đó, cô sẽ đụng vô cái chỗ mà stop talking đó, cô đè vô, cô vẫn giữ đó, cô hít mạnh lên, cô đè lên, cô kéo lên thì nó sẽ biến màu đỏ. Nó biến màu đỏ xong rồi lúc là cô đã cầm mic rồi đó, cô nói đi. À, cô nói xong rồi khi nào mà cô trả mic đó thì cô đụng lại cái chỗ chữ stop talking đó một lần nữa, rồi cô đụng cái chỗ cái mic đó, cái microphone màu xanh đó, là lúc đó là cô trả mic lại hoàn toàn. Còn nếu mà cô không có đụng cái chỗ mà cái ba mà để stop talking đó, mà cô đụng cái microphone không á, là cô giữ mic luôn đó. Giống như tôi lúc trước tôi làm biếng á, tôi cắt đường á, tôi chỉ hít cái microphone thôi mà tôi không có hít cái chữ stop talking á, thì tôi giữ mic hoài ha. Như vậy tôi lặp lại ha. Cô hiểu không? Cô hiểu không khi mà cô cầm mic như thế nào, rồi khi mà cô trả mic như thế nào, cô hiểu không? Cô đánh chữ để tôi biết đi. Mà bây giờ cô bấm vô cái màu xanh, không có cần hai cái màu vàng trong đó đâu có bằng đâu. Bây giờ cô đưa tay lên trước đi, cô đưa tay lên trước là cô hít cái microphone đó, thì cô lên tay trước là lúc đó cô mới hít cái chữ joy curl đó. Tôi không biết nhiều khi nó màu gì nhưng có joy á, joy curl, chữ joy là nó có cái hình microphone, nó có nó cái dấu cộng á, cô hít chỗ đó. Rồi cô mới hít cái chỗ cái chữ stop talking lúc đó nó màu xanh mà cô hít chỗ đó. Rồi cô vẫn giữ đó, cô đè kéo lên, cô kéo thẳng lên thì nó sẽ biến thành màu đỏ, là lúc đó cô đã cầm mic rồi.
Đó là cầm mic rồi đó, thì cô cứ nói đi, muốn nói cái gì cũng được. Nhưng mà khi cô trả mic đó là cô phải hít cái chữ stop hacking lại một lần nữa, và cô hít cái chữ cái mic đó màu xanh như đó ở dưới á, thì là cô mới trả mic lại hoàn toàn. Bây giờ tôi trả máy lại nha, cô làm lại nha. Alo, 123, 123. Quan hỷ ha. Người ta nói học thầy không thầy học bạn. Có gì chúng ta san sẻ cho nhau ha. Nhưng mà hôm nay chắc là ở Việt Nam trời lạnh, run tay run chân hả? Cho nên ngay nhiều khi bấm lộ, bấm sai địa chỉ. Chứ mấy hôm trước thì Thích Đàm An cũng lên sinh hoạt rồi thấy âm thanh tốt mà. Nhưng mà bữa nay trở chứng chắc có lẽ trời lạnh. Quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy là trường âm, đoạn âm chúng ta cũng thông qua ha. Bây giờ đi thẳng vào bài học. Câu Phật ngôn 237 chúng tôi đọc trước rồi quý vị hoan hỷ ha. Upani tawayo chada nisisam baya to siyamasasan tike waso te na thi an tara ba thay yam bichate na vichati. Upani tawayo chada nisisam baya to siyamasasan tike waso te na thi an tara ba thầy dầm bí chá tê na vi chá tê. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Upani tawayo chada nisisam baya to siyamasasan tike waso te na thi an tara ba thầy dầm bí chá tê na vi chá tê. Upani tawayo chada nisisam baya to siyamasasan tike waso te na thi an tara ba thầy dầm bí chá tê na vi chá tê. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, nhưng mà trước tiên phải bỏ bàn tay của Sister Man xuống đã, chứ không cản trở lưu thông. Rồi quý vị nói tại sao muốn lên mà bị bàn tay này cản trở lưu thông ha. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nha. Ai là người đưa tay trước đây? Alo, Shishuka chạy đâu mất tiêu rồi ta. Có Shishuka là đưa tay lên trước rồi. Bây giờ thấy không có Shishuka ở trong room rồi. Shiki mà mạnh dạn đưa tay ha. Được. Dạ, xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Để con chỉ cái cô The Man á, là giống như là hồi nãy Christina chỉ đó, thì bây giờ cổ không có bỏ mic được á,
Cô bây giờ cô trong đó thì cô bấm cái chữ mà cái ba màu đỏ đó, hay là cái ba hay cái đó là hô thốc kinh hay là nó giống nhau, nó cùng một cái thôi. Cô hít cái đó rồi cô hít xuống cái microphone ở dưới đó là cô sẽ trả ba lại đó. Tại cái này á, nó update nhiều á sư, thành ra mấy người mà không biết á, họ cũng lẩn cẩn trong cái này á sư. Con không biết cổ có làm được chưa, một hồi cô cứ lên cô làm lại đi, cô làm đi làm lại vài lần rồi cô sẽ được thôi ha. Dạ thôi bây giờ để con, quý vị nghe rõ ha, Phúc Hành đưa cái gì tôi cũng không biết nữa, có nghe rõ không, có mình cô Như Quang nghe rõ thôi, có nghe tôi rõ không? À, được. The man. Cô thấy cái chat sau cùng đó của tôi update là của cô Christina, tôi copy lại rồi cô phải nhớ cái chỗ mà hô thoát kinh đó, cô đè nó xuống mà cô đẩy ngược nó lên thì nó sẽ biến thành màu đỏ, thì nó sẽ hiện cái chữ stop thoát kinh đó, là lúc đó cô cầm mic rồi đó ha. Rồi cô một hồi tôi xuống máy cô thử cô làm đi nha, nếu mà cô vô học tiếng Pali mà cô không lên cô đọc á thì sư không có lỗ cho cô đó, tại vì cô đọc sai, cô đọc trúng á cô không biết được, phải có sư sửa thì cô sẽ biết được hơn á. À, có gì cô thử lại nha. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 237 ha. Upani tawayo chada nisi sam phaya to siyamas sasang tike wa so te nati antara pa thay dầm phi cha tề na quý cha tí u ba ni ta qua dồ cha đà ni si sầm pa già tổ si giá mắt sa sằng thi khề hòa sồ tề nát thi ảnh ta ra pa thay dầm phi cha tề na quý cha tí u ba ni ta qua dồ cha đà ni si sầm pa già tổ si giá mắt sa sằng thi khề và so te nát thi ảnh ta ra pa thầy dầm phi cha tề na quý cha tí. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa, con xin trả máy lại. Khi trả máy lại cô hít cái chỗ cái ba màu đỏ đó, nó đề chữ stop talking á, rồi cô Alo, alo. Alo, alo. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 237, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ. Không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Đời ngươi sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước, mỗi gần tử vong. Bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Upani tavayo cha đà nisi sambhaya tosi yama sa santike vaso te nathi antara
và thầy dầm bi chát tề na bít dạ tí u ba ni ta ba yo cha đà ni si sam ba đà tô si yama sát sang thi kề và sô tề nắc thi an ta là vị bà thầy dầm bi chát tề na bít dạ tí u ba ni ta ba yo cha đà ni si sam ba đà tô si yama sa sai và sô tề nắc thi an ta là bà thầy dầm bi chát tề na bít dạ tí. Dạ con xin hết. Dạ con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng và cho con xin trả bài ạ. Upani tawa yo chadan chadati nisi samba ya tosi yamasa santike wasote nati antara pathe yangpi cha tê na nghi cha tí. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữ đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Con xin đọc lại lần nữa. Upa ni tawa yo cha da ni si sampaya to si tosi tosi yamasa santike wasote nati antara pathe yang bi chate na vichati. Đời người sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong, bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.
Alo, 123, 123, âm thanh quý vị nghe rõ không ạ? À, đổi wifi rồi. À, quý vị nghe có rõ không ạ? Hôm nay có 3 vị Sister Kim, Sister Man và Sister Christina đã đại diện cho đạo tràng ha. Và chắc là quý vị thấy cái câu Phật ngôn 237 này, cái dòng kệ nó hay hơn là dòng kinh, cho nên quý vị coi như chuẩn bị tinh thần để sử dụng cái dòng kệ. Chứ còn kinh thì đọc nghe thường quá rồi ha. Cho nên hôm nay mấy vị mới, nhất là Sister Christina, Sister Man lên đọc đại diện cho quý vị và tinh thần của quý vị mới đến với đạo tràng. Chúng tôi rất là hoan hỷ, cứ mạnh dạn lên ha. Rồi chúng ta học hỏi, và chính cái sự học hỏi này đem đến sự lợi ích cho chính bản thân của mình. Đi qua dụng kệ ha. Câu Phật ngôn 237. Dòng kinh thì có hai cách đọc ha. Có hai cách đọc cái dòng kinh. Như Sister Man và Sister Christina, trong cái dòng kinh thì không được liền lạc. Chúng tôi nói không được liền lạc, có nghĩa là đọc mỗi câu nghĩ, hoặc là mệt thì nghĩ, nghĩ tự do. Mà nếu mà chúng ta muốn nghĩ, cũng có chỗ để chúng ta nghĩ, chứ không phải là nghĩ tùm lum vậy ha. Ví dụ như cái hơi của quý vị yếu á, thì quý vị đọc hai câu. Chúng tôi thừa biết rằng cái sức khỏe của quý vị tốt hơn chúng tôi, giọng đọc của quý vị khỏe hơn chúng tôi, và sức sống của quý vị còn đầy nhựa sống. Thì bây giờ đọc cái kiểu mà hai câu một lần á, thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn là chúng ta đọc nguyên một bài. Upani ta qua dù cha đà ni si sầm ba già tù si yam mát sầm ti kề. Quý vị đọc lần hai câu như vậy thì quý vị thấy nó dễ phải không? Đọc lại ha. Upani ta qua dù cha đà ni si sầm ba già tù si yam mát sầm ti kề. Đó, quý vị nghĩ ở chỗ này thoải mái ha. Rồi qua sô tê na thi âm ta ra bà thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Quý vị thay đọc kiểu đó dễ ha, chứ còn đọc cái kiểu này khó này. U ba ni ta qua vô cha đà ni si sầm ba già tổ si yam ma sa sanh ti kề qua sô tê na thi âm ta ra bà thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Đọc cái kiểu bắt chước chúng tôi phải dùng nước bóng nè. Ở tôi có cái tên Đức rồi, cho nên không sao hết. Còn quý vị bắt chước theo kiểu chúng tôi là Đức bóng á, thì nên đọc theo cái kiểu hai câu đi ha. Upani ta vô cha đà ni si sầm ba già tổ si yam ma sa sanh ti kề. Chừng này là quý vị nghĩ là khỏe rồi ha. Qua sô tê nát thi anh ta ra bà thầy dầm vi cha tê na vi cha ti. Rồi như vậy quý vị chú ý ha, lần sau chắc chắn là quý vị đọc hay hơn chúng tôi. Đó là giọng kinh. Còn bây giờ qua giọng kệ nè, quý vị dành hơi để đọc giọng kệ, cho nên thấy giọng kinh dễ quá. Nhất là Sít Nguyên Như nè ha, rồi Sít Niệm Tư nè ha, Sít Phổ Biển nè, quý vị này nghĩ rằng giọng kinh dễ quá, cho nên để chuẩn bị tinh thần để qua giọng kệ, chúng tôi kể trước rồi quý vị kể sau ha. Nhưng mà chắc chắn rằng cái giọng kệ quý vị có nhiều cái tông nó khác, và báo đáo mình sẽ hay hơn chúng tôi. Mà đã gọi là kệ thì sao cũng được. Rồi bây giờ một câu có nhiều âm từ, nó không đồng đều nhau, thì chúng ta cũng giữ cái điệu gọi là như thế này. Upanita vayo chadani si sambayato siyamat sasantike. Đó, một lần hai câu á, quý vị chú ý ha. Giọng kinh cũng hai câu thì giọng kệ cũng hai câu.
Upanita vayo jadanisi sambayato siyaman sasantike vaso tenan thi antaram bhathayambi jate navichati Upanita vayo jadanisi sambayato siyaman sasantike vaso tenan thi antaram bhathayambi jate navichati. Đọc lại lần nữa ha. Upanita vayo jadanisi sambayato siyaman sasantike vaso tenan thi antaram bhathayambi jate navichati. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Rồi xin mời sư Nguyên Như, sư Niệm Từ, sư Vô Biển, vân vân. Wow, nghe kệ ngồi bộ mùi quá, sao ngủ hết trơn rồi thầy ơi. À, ngủ hết rồi, thôi tắt đèn đi nghỉ sớm phải không? Ai cũng ngủ hết rồi. Nói học cái kiểu này bảo đảm trước sau cũng nhập nắp hồn. Ai có ai đưa tay không? Ai mời sức niệm tự. Nãy giờ cô ngồi im ru à? Sức Nguyên Như tụng kinh xong rồi chắc cũng đi ngủ nữa rồi. Ở xin niệm từ rồi có người đại diện chứ ai nghỉ ngủ hết trơn là chán quá. Dạ nam mô tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân kha giá. Con xin kính đảnh đức, con kính xin kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sis Như đang cho biết âm thanh rõ. Dạ, tại vì con bệnh đó thưa sư, còn không có giờ được, nhưng mà sư gọi thì con lên. Dạ. Con kể trước hả sư? Còn nãy con cũng chưa có trả bài đó sư. Dạ. Thì cho con trả bài trước. Upanita vayo chada nisisam bayato siyamasa santike vaso te natti antara bate yambi chate na vichati. Upanita vayo chada nisisam bayato siyamasa santike vaso te natti thi antara ba thề dầm bí cha tề na huyết cha tí ubani ta wa yo cha đà ni si sam ba già tổ si yamasa sang thi kề wa so tề nát thi antara ba thề dầm bí cha tề na huyết cha tí. Dạ, con xin đọc ba chữ vị của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ bạn. Ubani ta wa yo cha na cha da ni si sam. Con đọc lại. Ubani ta wa yo cha da ni si sam. Ba ya to si ya ma sa sang ti ke wa so te nat thi antara ba thề dầm bí cha tề na huyết cha ti. Con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Đời người sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong. Bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Dạ.
con đã đọc xong bản chư vị hòa thượng giới đức. Con có đọc sai thì xin ngài sửa lại giùm con, nhưng mà bây giờ thì con ráng con kể luôn tại vì con không có thấy ai giơ tay hết, và hôm nay Sis Meta cũng không có thấy. Dạ. Upanita vayo chadani si sambayato siyama sasanti ke vasote nan tiantara bate yambi chate na vichati upanita vayo chadani si sambayato siyama sasanti ke vasote nan tiantara bate yambi chate na vichati upanita upanita vayo chadani si sambayato siyamassa santike vasote nan tiantara bhati yambi chate na vichati. Dạ con đã kể xong. Dạ con xin dạ cảm ơn Sister Man. Dạ không có ai giơ tay, vậy xin mời Sister The Man lên kệ câu pháp cú 237 nha. Dạ cảm ơn Sis nhiều. Dạ xin mời Sis giơ tay ạ. Bây giờ mic của Sis đã nói rõ rồi đó. Dạ Sis lên để mà kệ cho đạo tràng nghe. Xin mời ta bàn tay của Sis ạ. Alo. Alo. Hello. Hello. Quý vị có nghe tôi rõ không vậy? Rồi xong, mời quý vị lên trả bài đọc đi. Sư ơi, không còn có người nào lên đọc nữa, không còn người nào lên trả bài nữa. Sư lên nói tích sự đi sư. Con mời sư lên nói tích sự à. Còn quý vị nào muốn lên đó không? Quý vị mời lên đi, lên trả bài đi. Xú khá trả bài không xú khá? Còn nhiều người lắm mà, chưa trả bài mà. Có nhiều người đọc kệ hay lắm. Rồi, để tôi đọc lại một lần nữa đi, không ai nữa. Sư ơi, không có ai trả bài, con đọc một lần này nữa đó. Ubani tawayo chada nisi sampaya to si yamasa santike wa so te nati antara
Thà thầy dầm thi cha tề na quy cha ti. U pa ni ta wa yo cha đà ni si sầm pa ya to si ya mắt sát sang ti khề. Qua qua so tề nắc thi anh ta ra. Thà thầy dầm thi cha tề na quy cha ti. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin mời quý vị khác lên trả bài ha. Tôi xin trả máy lên ạ. Namo Buddhamaya, Namo Sankhaya. Dạ đầu trời âm thanh của Như không ạ? Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Dạ Nguyên Như xin trả bài câu pháp cú số 237. Ubani ta wa yo cha da ni si sam ba ya to si yamasa sang ti ke wa so te nak thi anh ta ra bà thầy dầm tề na quýt cha tí u ba ni ta wa yo cha đà ni si ba già tô si ya ma sa sang ti kề wa so tề na thi anh ta ra bà thầy dầm bi cha tề na quýt cha tí u ba ni ta wa yo cha đà ni si sam ba già tổ si sam mát sa sằng tí kề wa so tề nắp tí âm ba già bà thầy dầm bi cha tề na quýt cha tí. U ba ni ta wa yo cha đà ni si Sambayato siyama sa santi ke Vasote nan thiyanta Bathe yambi chate na win chati Ubanita vayo chadani si Sambayato siyama sa santi ke Vaso te nan thi antara Bathe yam bi cha te na win cha ti Ubanita vayo cha dani si Sambayato siyama sa santi ke và số tên anh thì anh ta ra ba thế yam pi cha tê na huynh cha ti. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đời người sự sống sắp tàn, cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong, bên đường chỗ nghỉ cũng không, xa xăm chẳng có dự phòng tư lương. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ sư Nguyên Như. Dòng kinh cũng hay mà dòng kể cũng tuyệt vời à, đã đọc hay như vậy mà siết kim này cứ pha đám hoài, chát lên cái câu sao bị đứt chén hoài à, đã đọc hay vậy mà đứt chén cái gì không biết à, ghiền ba cái thứ sắc à, ghiền ba cái bài xẹp à, bây giờ vô đại học mà cũng còn nhớ tới ba cái đó, đứt chén rồi. Như vậy là buổi sinh hoạt của chúng ta hôm nay dòng tin cũng xong mà dòng kệ cũng xong, thôi bây giờ ôn lại cái rồi chúng ta tiếp tục ha.
Ubani tawayo chada nisisam bayato siyamat sasan tike waso te nati antara ba thay yam vichate na vichati. Đó là đọc một hơi. Còn nếu mà đọc hai hơi thì quý vị chú ý. Ubani tawayo chada nisisam bayato siyamat sasan tike và số tề nát thì anh ta ra bà thầy dầm với cha tề nó quyết cha ti. Đó là cánh đọc thứ hai ha, của dòng kinh. Rồi bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Upanita vayo cha đa ni si tam baya to si yaman sa san ti tề và số tề nát thì anh ta ra bà thầy giám bi cha tê na vi cha tê. Rồi đọc lại lần nữa ha. Upanita vayu cha đa ni si tam baya si yaman sa san ti kê và số tê nát thì anh ta ra bà thầy giám bi chate na vichati. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đây là một bài kệ, đây là một bài kinh mà chúng ta thấy rất là gần với chúng ta. Vậy thì mỗi người nên có một sự suy nghĩ, bài kinh này, bài kệ này đối với chúng ta như thế nào? Thân phận con người ở đây thì quý vị cũng lớn tuổi, mà lớn tuổi thì đời ngươi nay sắp tàn, và chúng ta đã là cái tuổi xế chiều, sắp đi đoàn tụ rồi, cho nên đời ngươi nay sắp tàn và tiến gần đến đâu? Tiến gần đến diêm vương. Nhưng mà diêm vương chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta thấy anh Sáu chờ chúng ta rồi, anh Sáu Tấm á, anh chờ chúng ta rồi. Chúng ta sắp đi đến cái chỗ mà nhập nắp hòm, và bây giờ trên con đường mà chúng ta đi đến đó, giữa cái khoảng cách đó thì không có nơi dừng chân, không có cái trạm nào để chúng ta coi như là có nơi nghỉ ngơi như các vị thánh. Các vị thánh còn có cái cõi mà ngũ tịnh cư thiên, cái cõi mà để cho các vị thánh hữu học có một cái nơi dừng nghỉ để rồi vô dư niết bàn. Còn chúng ta thì không có nơi dừng nghỉ, bởi vì sao? Tư lương của chúng ta không có, hành trang của chúng ta chẳng có gì hết. Thì cái chuyện này đúng hay sai? Bây giờ xin mời quý vị nói lên cái tâm trạng của mình với câu Phật ngôn này. Rồi trước tiên bây giờ Sít Nguyên Như hồi nãy giờ ngủ nhiều quá rồi, đọc kinh xong cái là ngủ rồi bây giờ mới vô kể. Thôi bây giờ mời Sít Nguyên Như có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này. Alo Sít Nguyên Như, hay là kể xong cũng bỏ chạy luôn luôn à? Thay bàn tay rồi nè, xin mời. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con một lần nữa kính lãnh lễ ngài cả trí đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch ngài, cái câu đời người nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Theo cái thiện ý của con bạch ngài, thì không có phải là người nào năm 60 hay là 70-80 mới gọi là đời người này sắp tàn, mà cái đời người này sắp tàn con thấy nó bắt đầu từ cái lúc nó sinh ra lần bạch ngài. Nó từ từ nó đến gần, mình cứ nghĩ là mình sẽ sống hoài không chết, rồi mình nghĩ mình có thể sống đến khi con mình lớn, cháu mình lớn, cháu mình lấy chồng lấy vợ, mình sắp sẵn cái cuộc đời mình nó y như mình nghĩ vậy, thì mình chỉ là sống trong cái tưởng thôi quý vị. Thiệt ra là mình có thể chết ngay cái phút kế, mình có thể bị
tai nạn bất cứ lúc nào. Mình có thể tìm, bây giờ cũng có thể là con ngồi đây con hầu chuyện với quý vị một chút xíu nữa rồi con cũng đi luôn. Con thiệt sự không biết là chừng nào mình sắp chết. Con thấy mọi người chung quanh, người thân của mình, rồi thầy tổ, rồi bạn bè, thấy con thấy cái đời nó giống như là cái mà con nghĩ giống như là một cái bong bóng mà nó có nhiều màu sắc, thấy nó như vậy thôi, nhưng mà một cái phút kế tiếp á, thì nó giống nó rất là fragile. Mà tại sao cứ hẹn rồi thấy mình sống hoài không có chết, giống như Tần Thủy Hoàng vậy đó. Con biết đó, trong cái tâm của mình thấy những người xung quanh mình bị bệnh, bị tai nạn, nhưng mà mình không bao giờ nghĩ nó sẽ tới mình. Thì có một mặt khi mà con học đạo á, thì con nghĩ cái đó là vô minh. Nhưng mà nếu mà cái bình thường một cái người người ta không hiểu đạo á, thì đối với suy nghĩ của một nhà khoa học á, thì cái đó lại là survival skill, có nghĩa là cái đó là cái điều kiện tự nhiên của những cái người phải nghĩ như vậy thì mới sống sót được và mới tranh đấu được cho cuộc đời. Thì nếu mà nói cách nào đi nữa thì nó cũng cái vô minh dính vô đó, thì mình mới nghĩ là mình không bao giờ chết, rồi mình cứ plan tiếp tục. Mà con thấy cả hai nó cái sự có mặt của nó cũng hay một chỗ là nếu mà mình không có nghĩ là mình sống hoài thì mình chẳng có làm gì hết, tự vì mình không có được một cái gọi là ba la mật của Đức Phật. Thành ra khi mà mình không hiểu và mình nghĩ mình chết liền thì cái tâm của mình lại nó giống như là nó suy nhược, nó không có muốn làm gì hết. Chứ mình không có được cái tâm là không có biết là mình sẽ chết và mình vẫn sống với đời thật là tốt đẹp như là trí tuệ của một bậc giác ngộ. Thành ra tụi con cũng dò dẫm đi theo con đường của Ngài Cả, rồi Ngài Cả cũng dò dẫm đi theo con đường của Đức Phật. Thành ra mình giống như cứ từ bước chân này tới bước chân kia mà mình học theo những cái bước chân của bậc thánh nhân, rồi mình tập suy nghĩ của bậc thánh nhân. Tụi con biết là nó cũng rất là khó bậc ngài. Mình nói thì nói như vậy thôi chứ mình làm không có dễ, từ cái tâm của mình nó còn mê mờ dữ lắm. Mà cũng có những cái lời dạy của Ngài Cả rồi nó gieo vào tâm của chúng con. Thôi có những cái sự buồn gì đó thì nó cũng có thể là cố gắng vượt qua. Dạ, mấy hôm nay thì như cũng rất là bị xúc động từ cái việc của sư Huy Niệm đó. Thành ra con thấy cái cuộc đời của con thấy mình ráng tu, mình ráng học, nhưng mà những sự việc nó xảy ra, những vị giảng sư, những chư tăng thân cận rất là thân với lại Nguyên Như vậy đó, nó xảy ra rất là đột ngột. Thành ra con cũng không có cái tâm nó cũng không có vững lắm, tự biết nó là đời vô thường đó, nhưng mà cái tâm mình cũng không vững khi mà sự việc nó xảy ra đột ngột như vậy. Khi mà con thấy sư Huy Niệm bị như vậy đó thì con cứ nghĩ cái chuyện mà sư bị xảy ra như vậy á, không có phải là một mình sư đâu, mà nó có thể xảy ra với tất cả mỗi người của chúng ta. Cái đó là cái thực sự làm cho con xúc động, mà con thấy vô thường nó ở trước mắt. Mà mình cứ ráng tu, mình ráng học, rồi mình không có biết là cái giờ phút đó nó xảy ra với mình, có thể ngày mai, có thể ngày mốt, có thể ngay ngày hôm nay nữa. Tức là cái kiếp sau của mình với lại cái tàn của mình đó quý vị, con thấy nó rất là gần. Thành ra con cũng rất là cố gắng làm được cái gì thì làm, đem được cái bao nhiêu thiện nghiệp thì đem. Cái đó là cái con suy nghĩ về cái câu học của ngài đó, thì nó càng làm cho con suy nghĩ nữa. Lúc nào mình cũng gần tới Diêm Vương hết, mà nếu mà mình thiếu tư lương nữa thì cái kiếp sau, bây giờ mình đã biết đạo rồi mà mình còn chểnh mảng như vậy, thì nếu mà cái kiếp sau mình lỡ mình xui, mình đầu thai thành con này con kia mình không biết nữa, thì nó
nó có thể nó trầm luân đến bao giờ nữa. Dạ, cái đó là cái tấm lòng của con đối với cái bài học này. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thố, sa thố, như các vật khí hả? Cái sự chết nó đến với chúng ta không phải là tuổi già, không phải là đời người nay sắp tàn theo tuổi tác, mà đời người nay sắp tàn, cái nghĩa là khi con người bị tai nạn và họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào, bởi vì tai nạn sinh lão bệnh rồi tới tử, từ cái bệnh qua cái tử, tức là tiến gần đến Diêm Vương. Khi mà tiến gần đến Diêm Vương á, thì chúng ta thấy cái tâm trạng của những người bị bệnh á, mặc dù họ trẻ hay là họ già, nhưng mà luôn luôn bồn chồn lo lắng và không biết cái kiếp lai sinh của mình sẽ đi về đâu. Cho nên cái điều này không riêng gì Sĩ Nguyên Như, nghĩ đến Đại Đức Quy Niệm đang bị tai nạn, và cá nhân của chúng tôi ngày hôm nay cũng đi thăm Đại Đức Ngộ Đạo. Quý vị biết Đại Đức Ngộ Đạo cũng có công rất lớn đối với chùa Pháp Bảo ở Mỹ Tho, nhưng mà rồi vì cái ác nghiệp quá khứ, vị này nửa đường gãy gánh. Rồi bây giờ khi lớn tuổi, năm nay 65 tuổi rồi, sinh năm 1955, thì vị này bây giờ đang bị cái vấn đề mà ung thư thực quản, tức là cái cổ họng. Thì bây giờ ăn uống không được, phải truyền nước thôi. Nhưng mà vị này khi mà vào tu thì cái ác nghiệp quá khứ nó trổ, cho nên đang nằm ở trên giường bệnh mà ở tại chùa Bửu Quang. Thì đây là một cái tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta, cái chùa xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. Thì bây giờ đang ở trên giường bệnh và Phật tử có báo cho chúng tôi biết, thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ lên thăm Đại Đức Ngộ Đạo. Vị này rất là giỏi về vi diệu pháp, có thể là nếu mà so sánh thì cân bằng với Đại Đức Đức Tài. Thầy Đức Tài hồi trước cũng tu trong cái thời kỳ của vị sư này, tức là sư Ngộ Đạo này. Hồi trước là giác tuệ, nhưng mà vị này rất là giỏi và đang dịch, đã dịch ra cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, một cái bộ kinh rất là quan trọng. Thì vị này rất giỏi vi diệu pháp và đã thành tựu trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo. Chúng ta biết rằng Ekamakvo Visuddhiya chỉ có một con đường duy nhất tiến đến nơi an lạc, đó là sự tu tập theo Bát Chánh Đạo. Thì hôm nay vị này trên con đường gọi là tiến gần đến Diêm Vương, tức là cái sự chết nó đường coi như là chi phối. Cho nên đến với những lúc này thì chúng ta là những pháp lữ với nhau, thì trong cái tình thương mến thương phải thể hiện một tấm lòng, không biết thì thôi, nếu biết thì phải đến thăm viếng. Và hôm nay chúng ta phải dẫn theo một vị thầy bên Đông Y, thầy này cũng là gia truyền chứ không phải là đăng bản quảng cáo thế này thế kia, nhưng mà chúng tôi có thăm dò ý kiến, nói lên cái bệnh trạng thì vị thầy này có thể nói rằng có thể chữa được. Bởi vì đương nằm trên giường bệnh mà chữa bệnh theo cái vấn đề qua điện thoại thì chúng tôi thấy rằng nó không xong rồi. Thì hôm nay sẽ đi với thầy Bình lên trên đó, rồi tùy nghi nhìn vào sắc diện, rồi từ tay của thầy đó có thể thăm dò bệnh tình, thì thấy có vẻ có cuộc đường hy vọng hơn là nghe người ta qua điện thoại ai bảo sao thì làm vậy, thì cái đó không an toàn. Mà khi đã bị bệnh mà ung thư
cái thực quản như vậy, mà là truyền truyền cái chất đạm qua cái ống, mà sử dụng thuốc bằng cái cách mà sử dụng cái sừng tê giác á, thì quý vị thấy cái đó nó rất là nóng, rất là nóng. Mà bây giờ coi như nằm mình mấy, nghĩa là cái sự săn sóc ở chùa đó không được chu đáo, gia đình ra đứng ra lo, nhưng mà cái thân thể nó bị mục, bị lỡ, cho nên bị nằm nằm thường xuyên đó, cho nên cái này thấy cũng hơi, chắc là cũng trên con đường tiến gần đến Diêm Vương rồi, thì thôi đó cũng là một chuyện buồn. Mà đồng cảm với lại Thích Nguyên Như nói lên Đại Đức Huy Niệm. Thôi chúng ta biết trước là trước sau cũng chết, hoặc là như Thích Thích Kim thì chát lên là chết chắc rồi, thì cái chuyện đó rõ ràng ai cũng phải chết, đó là một quy luật chết chắc thôi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện tình người, khi biết người ta ra đi trong cái sự đau khổ thì mình đến an ủi được cái gì hay cái đó, hoặc là mình tiếp sức bằng cái khả năng của mình về tài lực, vật lực hoặc là tinh thần, để cho người ta có một chút gì để nhớ, để thương trước khi từ giã cuộc sống. Thời buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa. Sư Huy Niệm, Huy chứ không phải là Duy hả? Huy Niệm, tức là sư giác của em lúc trước, sư vệ giác lúc trước, bây giờ cái nhà đổi lại là Huy Niệm. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời của Đức Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta, có được một cái căn bản an vui trong hiện tại là điều quan trọng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chỉ toàn giác độc giác và tinh văn tinh chúng hộ trì đệ nữ gồm Phật giáo Nam truyền an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha qua chê nà so tì vô hô tù sa bà đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni, nhất là đại đức Huy Niệm, đại đức Ngộ Đạo sớm được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và an vui trong cuộc sống, sớm được cứu bệnh kinh an. Và kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Xin phép được đóng cửa. Nam mô Phật Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia.